Theo bạn thì trong thời gian 1 tới 3 tháng tới, cái gì, điều gì sẽ làm cho dân đầu tư quan ngại? Và cái gì sẽ khiến cho những cái hoạt động đầu tư có cái tính nhạy cảm cao chịu ảnh hưởng nhiều nhất trong thời gian sắp tới? Chia sẻ với một số anh chị em sáng sớm nay trong buổi cà phê thì có một bạn đang kinh doanh trong cái lĩnh vực gọi là tiền số, thì bạn này có hỏi Thắng là liệu thì tiền số sẽ dịch chuyển như thế nào trong những ngày sắp tới đây, khi mà trong thời gian gần đây thì đã tăng khá là tốt từ cái mức quanh quanh 7.000, mà trong chỉ vòng một vài tuần gần đây thì hiện nay tiền số đã Bitcoin đã lên tới 10.000. Thì câu trả lời của Thắng thì Thắng không thực sự là dự đoán được chính xác là cái sự dịch chuyển của tiền số nó sẽ như thế nào. Nhưng mà những cái thông tin hiện nay liên quan tới dịch bệnh Corona cũng như là những cái vấn đề tác động tới những cái kênh đầu tư ngắn hạn và có tính biến động cao như là chứng khoán, đầu tư vàng và đầu tư tiền số, thì rõ ràng là dịch bệnh đem lại những cái tác động thực sự là không hề vui vẻ gì đối với người dân trên toàn cầu, nhưng nó lại là cái sự động viên đối với một số các cái kênh mà tỷ lệ thuận với lại cái tốc độ tăng và bùng phát dịch. Vì vậy thì nếu như mà chứng khoán giảm giá khi mà dịch bệnh bùng phát, tiền số và vàng có khuynh hướng tăng trở lại khi mà dịch bệnh bùng phát, thì điều mà giới đầu tư, các cái nhà đầu tư trên thị trường tài chính quan ngại nhất không phải là số ca dịch bệnh sẽ tăng lên như thế nào trong thời gian sắp tới, bởi vì hiện nay thì cái số ca đã lên tới con số là 37, 38 ngàn người mắc bệnh, và có thể trong một vài ngày tới đây thôi thì số lượng người nhiễm bệnh có thể vượt con số 40 ngàn. Thì vậy thì số lượng người nhiễm bệnh thực tế trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 tuần tới nó là một cái con số cực kỳ lớn. Tuy vậy thì có một cái con số mà rất ít anh chị và các bạn quan tâm mà trong thời gian vừa qua và hiện nay nó đang sẽ là một trong những cái con số, những cái vấn đề sẽ được nói tới nhiều hơn trong ít ngày gần đây, là nó đang tăng lên. Và bất kỳ ai trong chúng ta thì cũng đều lo ngại đến cái vấn đề liên quan đến mạng sống, tính mạng, và số người tử vong trong dịch bệnh sẽ là một con số cảnh báo anh chị và các bạn, cũng như là dấy lên những cái lo ngại cho giới đầu tư tài chính toàn cầu. Đặc biệt là nó sẽ là cái nguồn tương tác rất là mạnh đối với thị trường tiền số và vàng. Nó sẽ là nghịch đảo với thị trường chứng khoán. Trong vòng 5 ngày trở lại đây thì số người tử vong do dịch bệnh đã tăng lên một cách kinh khủng. Trung bình thì mỗi ngày trong một vài tuần trước thì chỉ khoảng từ 30 đến 40 người tử vong, số liệu được cập nhật chia tại Trung Quốc. Nhưng hiện nay thì số lượng này đã bắt đầu ngấp nghé mỗi ngày hàng trăm người, 80 mấy gần 90 người chết trong ngày hôm qua. Và rất có thể anh chị và các bạn sẽ phải đối mặt với những cái con số lên tới 100, 150 người, thậm chí 200 người tử vong. Tại sao chúng tôi lại nói như vậy? Theo những cái số liệu công bố chính thức thì chúng ta biết được rằng là tỷ lệ tử vong do dịch bệnh Corona là vào khoảng 2%. Giả định là cái con số người nhiễm bệnh trên toàn cầu dừng lại ở 50.000 người, thì chúng ta sẽ sử dụng một cái giải pháp nhân, một phép nhân, thì chúng ta sẽ thấy được là cái số lượng người tử vong sẽ vọt lên trên con số hàng nghìn người. Thưa anh chị và các bạn, là chẳng ai mong muốn cái điều xấu có thể diễn ra trong dịch bệnh. Tuy vậy thì cái con số tử vong, con số người bị tử vong do dịch bệnh sẽ làm dấy lên và thổi căng cái lo ngại trên thị trường tài chính toàn cầu nói chung và thị trường tiền số nói riêng. Và đây là mối lo, mối quan ngại lớn nhất mà dân đầu tư tài chính, dân đầu tư tiền số cũng như là dân đầu tư vàng cần phải lưu tâm, cần phải quan tâm trong thời gian sắp tới. Anh chị và các bạn cần theo dõi sát cái chỉ số liên quan tới số người
gọi là tử vong trong những ngày tiếp theo, để chúng ta có những cái góc nhìn dự báo cái xu hướng của thị trường, các cái kênh anh chị và các bạn đang đầu tư, và đưa ra những cái quyết định phù hợp. Hy vọng rằng là những cái chia sẻ trong cái buổi ngày nghỉ Chủ nhật giúp ích cho anh chị và các bạn nhiều trong các cái hoạt động kinh doanh tiền số, kinh doanh vàng, và có những cái dữ liệu dự phòng rủi ro trong cái hoạt động kinh doanh thị trường chứng khoán. Bất động sản thì chúng tôi sẽ có những cái cập nhật khác trong video khác. Và để cập nhật chi tiết về biểu đồ, về tiền số cũng như là những phân tích về dự báo xu hướng có phần hơi khác so với những gì Thắng ơi dự báo về mặt dài hạn của tiền số trong những video khác. Lý do là bởi vì liên quan tới cái vấn đề mà chẳng ai mong muốn cả, đó chính là sự leo thang của dịch bệnh corona. Và ngoài các cái dữ liệu thống kê của chúng tôi, nên chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy rằng là những cái dịch chuyển gần đây của tiền số thì khá là bất thường và không theo một cái xu hướng cũng như là những dự báo trước đó. Chúng ta sẽ được cập nhật trong một video quay cái màn hình để review anh chị và các bạn về cái xu hướng của tiền số trên biểu đồ trong video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.